À, tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn đến với tất cả các bạn một cách khắc phục một trong các lỗi mà máy hàng thường gặp, máy hàng điện tử thường gặp nha. Đối với dòng máy này thì khách báo là hàng khoảng vài năm bảy que thì nó sẽ bị báo lỗi OC, tức là báo lỗi quá tải này. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn đến tất cả các bạn khắc phục cái lỗi này nhé. Và đây là cái dòng máy hàng hiện tượng báo lỗi cái bệnh là lỗi này là do dòng máy hoạt động quá tải, tức là quá nhiệt thì nó sẽ có chế độ là tự ngắt để bảo vệ. Và trong trường hợp này thì cái lỗi này thì thông thường thì nó sẽ xảy ra cái lỗi như sau. Thứ nhất là máy hoạt động quá nhiệt của nó sẽ bị bảo vệ, nó sẽ tự động ngắt để bảo vệ những linh kiện như ở trên đây ha, tức là những dòng linh kiện MOSFET trên đây, là nó chỉ có trường hợp như thế. Trong cái trường hợp này á thì các bạn nên kiểm tra giùm mình, ở đây có một cái sợi dây, là sợi dây báo quá tải nha, quá tải lên bộ phận xử lý thì nó sẽ lập tức ra ngắt khi mà những thanh nhôm này hoạt động nóng, nó sẽ tải nhiệt lên những thanh nhôm này và nó sẽ báo ngược về bên bộ phận bo xử lý, nó sẽ ngắt cái lệnh này. Và bây giờ đầu tiên chúng ta phải kiểm tra tổng quát sơ về bên trong và linh phụ kiện và linh kiện ở trên này, là nó xem nó có bị cháy nổ cái nào hay không, tức là chúng ta kiểm tra tổng quan về những cái linh kiện nha. Tất cả linh kiện ở trên này thì nó không có xảy ra hiện tượng cháy nổ gì hết. Và bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra tại sao nó lại báo quá tải ngắt vậy nha, bằng cách chúng ta cắm điện vào để xem. Như tôi đã cắm điện, máy có hoạt động điện lên đầy đủ và điều chỉnh đầy đủ, nhưng là bị hoạt động nóng khi mà bị ngắt. Thì chúng ta đo thử cái dòng điện hai cọc này có ra hay không. Dòng điện từ trong này ra là 63V đến 65V, tức là ổn định nha. Và khi chúng ta cắm điện vào thì chúng ta kiểm tra về tổng quan á, là thấy cánh quạt không hoạt động, thấy cánh quạt máy không hoạt động, tức là cánh quạt này có công dụng là giải nhiệt khi mà những thanh nhôm ở trong đây, khi mà chúng ta hàng á, khi chúng ta hàng vật liệu sắt á, thì những con sò MOSFET ở trên đây nó sẽ hoạt động và nó sẽ tải nhiệt vào cái những thanh nhôm này, và thanh nhôm này có nhiệm vụ là tải nhiệt, và kèm theo đó là có cánh quạt, nó sẽ thổi khí mát vào bên trong, thổi làm nó sẽ làm mát cái những miếng nhôm này. Nhưng hiện tại giờ cánh quạt nó hoạt động thì chúng ta cũng đã thấy phát hiện là một lỗi này nha. Nhưng muốn biết là cái xác định là cái chính xác là cái quạt hư hay là về vấn đề gì đó, thì cái trường hợp này là quạt nó hoạt động thì là nó có hai trường hợp. Thứ nhất là cánh quạt hư, và thứ hai là nguồn điện không cấp cho cánh quạt này hoạt động nha. Và chúng ta có đồng hồ, chúng ta sẽ đo trực tiếp lên chân nguồn của hai chân nguồn của cánh quạt này nha, là xem là cái nguồn cấp cánh quạt này nó có hay không, là cánh quạt này sử dụng điện 220V nha. Rồi, ok, nguồn điện cấp cho cái cánh quạt có là 220V, có đầy đủ nha. Vậy là chúng ta xác định là bị lỗi cánh quạt không thổi vào miếng nhôm để giải mát được, để giải nhiệt, để hạ nhiệt xuống cho cái máy hàng này nha. Nên vì chúng ta cách khắc phục cái lỗi này thì chúng ta thay cánh quạt nó thôi.
Rồi không, và mình sẽ thay cho các bạn cùng xem luôn nha. Cánh quạt của máy hàng thì nó cũng có nhiều loại và nhiều kích cỡ, và cũng như giống như sử dụng nhiều dòng điện khác nhau. Nên tất cả các anh nếu mà có gặp cái lỗi này thì đầu tiên thì chúng ta kiểm sơ động quạt, và thứ hai là chúng ta tháo ra, chúng ta kiểm tra coi cái cánh quạt này sử dụng điện bao nhiêu nha. Thông thường thì cánh quạt thì nó sử dụng điện 220V hoặc là 24V. 22V là điện AC nha, tức là điện lưới gia đình mình. Và sử dụng điện 24V là điện DC, là lấy từ nguồn từ ở trên bo chia nguồn trên đây xuống. Ở trên cánh quạt thì nó cũng có ghi ở điện nguồn của cánh quạt này nha, nó sử dụng điện 227W. Và đây mình đã chuẩn bị cánh quạt để thay vào luôn nha. Thông thường thì chúng ta quay, chúng ta đưa hướng có cái tem dán này vào ở bên trong, vì là để cho hướng cánh quạt nó quay cho đúng ha, để hút hơi mát bên ngoài vào bên trong máy để thổi giải nhiệt cho cái máy nhôm. Tất cả các lỗi như đây các bạn có thể tự khắc phục rất là đơn giản. Về tất cả các dòng máy hàng, các bạn có thắc mắc hoặc là có ý kiến đóng góp gì thì để lại comment bên dưới thì bên mình sẽ trả lời giúp hết cho tất cả các bạn nha. Đó, chúng ta táp lại hoàn chỉnh cho máy nha. Mình hy vọng video này sẽ làm bổ ích đến cho tất cả các anh thợ, đặc biệt là những anh thợ cơ khí. Và chúng ta đừng nên quên gắn dây kẹp mát vào trong máy nha. Dây kẹp mát này rất là có ích.
Rồi, như tôi đã cắm dây rắc nguồn này vào rồi nha. Rồi tôi sẽ cắm điện vào lại cho các bạn cùng xem nha. Một lỗi này rất là đơn giản, nhưng mà có nhiều bạn cơ khí cũng cần nên biết để mà khắc phục. Rồi, như các bạn đã thấy cánh quạt phía sau nó đã hoạt động nha, rất là tốt, quay rất là tốt luôn. Rồi, hướng dẫn khắc phục một trong các loại video mình đã hướng dẫn cho đến với tất cả các bạn một trong các loại khắc phục sự cố của máy hàng thường gặp. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy like hoặc là đăng ký kênh để xem những video hướng dẫn tiếp theo nhé.